Ukraine phản công dữ dội, Nga nhận ngay cái kết buồn. Trong một thông cáo được đưa ra hôm 15 tháng 11 vừa qua, ông Andrei Matyushko, người phát ngôn lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, xác nhận quân đội Ukraine đã điều động lực lượng lớn, bao gồm nhiều binh sĩ, xe tăng chiến đấu chủ lực và trọng pháo đến gần khu vực tiền tuyến tại tỉnh Lugansk ở miền đông Ukraine. Đối phương đã tái điều động một lực lượng rất lớn và vũ khí hạng nặng đến biên giới của Lugansk, trong đó có cả các đơn vị bộ binh cơ giới với sự yểm trợ của xe bọc thép. Đây là bằng chứng rõ nét về việc quân đội Ukraine đang chuẩn bị tổ chức đột kích vào các tuyến phòng thủ của chúng ta, ông Matyushko nói. Cũng theo ông, các phương tiện cơ giới, trọng pháo và các vũ khí hạng nặng khác đang liên tục được chuyển đến khu vực Lugansk. Trước đó, người phát ngôn lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk khẳng định, các thông tin tình báo cho thấy Lugansk đang là mục tiêu trọng yếu tiếp theo của quân đội Ukraine sau khi lực lượng này thành công trong việc gây sức ép buộc Nga phải rút khỏi thành phố Kherson. Những dữ liệu thu được từ giới chức tình báo cũng như từ các tài liệu của đối phương cùng với những động thái của quân đội Ukraine cho thấy Kiev đang chuẩn bị một lực lượng lớn để phản công tại Lugansk, ông Matyushko viết trên trang Telegram cá nhân của mình. Trong một thông cáo khác được đưa ra vào tối ngày 15 tháng 11, Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine cho biết lực lượng này đã tiến hành hơn 50 vụ pháo kích nhằm vào phòng tuyến của quân đội Nga ở khu vực tả ngạn sông Dnieper. Trong ngày 15 tháng 11, các pháo phản lực phóng loạt và lựu pháo của Ukraine đã tấn công các cứ điểm phòng ngự, chốt tập trung quân và trang thiết bị vũ khí của quân đội Nga tại tả ngạn sông Dnieper, thông cáo trên viết. Cũng theo Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine, các trận tập kích hỏa lực dữ dội của quân đội Ukraine đã khiến ít nhất 17 binh sĩ Nga thiệt mạng. Bên cạnh đó, 15 xe bọc thép, 2 hệ thống pháo tự hành cùng một UAV Orlan-10 cũng đã bị tiêu diệt. 2 kho đạn dược tại các khu vực Nova Kakhovka và Olensky cũng đã bị hỏa lực Ukraine đánh trúng. Động thái tấn công đầy dữ dội này của quân đội Ukraine được coi là đòn đáp trả cho cuộc tập kích tên lửa của Nga vào hôm 15 tháng 11 vừa qua. Ít nhất 9 khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, rung chuyển bởi các vụ nổ lớn. Không quân Ukraine cho biết hơn 100 tên lửa hành trình đã đánh trúng các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như một số khu dân cư tại nước này. Vụ tấn công này cũng đã khiến nhiều khu vực tại thành phố Kiev cùng các thành phố như Lviv, Kharkov bị mất điện nghiêm trọng. Cuộc tập kích tên lửa này được xem là đòn đáp trả của Nga sau khi quân đội nước này buộc phải rút lui khỏi thành phố chiến lược Kherson ở miền nam Ukraine. Trước đó, tối ngày 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh rút các lực lượng phòng thủ của Nga khỏi thành phố Kherson sang bờ bên kia sông Dnieper. Lý giải cho quyết định này, tướng Sergei Surovikin, tư lệnh các lực lượng Nga tại Ukraine cho biết, quân đội Nga không còn đủ khả năng cung cấp hậu cần cho các lực lượng phòng thủ bên trong Kherson. Chúng ta sẽ bảo toàn tính mạng cho các binh sĩ và khả năng chiến đấu của các đơn vị. Giữ họ lại bên trong thành phố là vô ích. Họ sẽ được tái tổ chức và bổ sung đến các phòng tuyến khác, tướng Surovikin nhấn mạnh. Quân đội Nga khẳng định các lực lượng phòng thủ của Nga tại đây sẽ được tái bố trí tại các tuyến phòng thủ khác nhằm bảo vệ an toàn cho bán đảo Crimea. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Nga đang tiến hành gia cố các chiến hào và công sự tại khu vực phía bắc bán đảo này. Trong một phát biểu được đưa ra hôm 10 tháng 11, ông Sergei Morov, đại diện chính quyền thân Nga tại khu vực Kherson, xác nhận các tuyến phòng thủ tại tả ngạn sông Dnieper đang được khẩn trương gia cố sau quyết định rút lui khỏi thành phố Kherson của quân đội Nga. Chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng cho phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper một cách nhanh nhất có thể. Các binh sĩ đã đào nhiều chiến hào, dựng thêm công sự, đặt các chướng ngại vật chống tăng và chuẩn bị các trận địa pháo. Quân đội Ukraine sẽ không thể đặt chân sang bờ bên này vì họ sẽ gặp những sự kháng cự rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không rút khỏi phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper, ông Morov trả lời truyền thông Nga.